Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải hình ảnh chụp phổ biến Victoria Beckham kèm dòng trạng thái, luôn mến mộ những người thiếu nữ giỏi, quyền lực và tự chủ. Và cô ấy hôm nay còn cho mình thấy cô ấy thật ngọt ngào. Chỉ một thời gian ngắn chia sẻ, khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà đòi sắc với phi tần danh thủ David Beckham thu hút rất nhiều sự chú ý của tập thể mạng. Ngoài được khen ngợi về nhan sắc, không ít fan khen tị với nữ hoàng giải trí khi được đứng cận kề mỹ nhân nhiều người biết đến thế giới. Hồ Ngọc Hà khoe ảnh tươi tắn bên Victoria Beckham. Được biết, Hồ Ngọc Hà đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài và tranh thủ đến tham dự buổi ra mắt cống phẩm mỹ phẩm mới của Victoria Beckham. Không chỉ được chụp hình kỷ niệm, cô còn được Victoria Beckham tặng quà. Victoria Beckham sinh năm 1974 và là một doanh nhân, nhà kiến tạo thời trang kim người mẫu, ca sĩ nhiều người biết đến nước Anh. Trong thập kỷ qua, Victoria Beckham trở thành một biểu tượng đẳng cấp và là một mỹ nhân đa tài được quốc tế ghi nhận tài năng. Đặc biệt, cuộc hôn nhân đã kéo dài 20 năm của cô và danh thủ đình đám David Beckham luôn chiếm được sự quan tâm khác lạ từ phía người hâm mộ. Trước Victoria Beckham, Hồ Ngọc Hà từng được bắt gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều nghệ sĩ nhiều người biết đến thế giới.